Trong những ngày qua, quân đội Nga đã tiến về phía tây thành phố Avdivka, nơi Moscow tuyên bố giành quyền kiểm soát vào tháng 2. Quân đội Nga đã tiến đến vùng ngoại ô thành phố Chasivya, một mục tiêu quan trọng khác, cho phép Moscow kiểm soát vùng đất cao hơn và nhắm vào các thị trấn thành phố xa hơn về phía tây. Ole Sidiyev, chỉ huy tiểu đoàn xung kích độc lập số 225 của Ukraine đang chiến đấu gần Chasivya cho biết việc có thêm nhiều đạn pháo sẽ giúp đơn vị của ông giữ vững vị trí. Ông CDIF nói tại một sở chỉ huy gần Chasipya, tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm nhận được đạn pháo. Ông nói thêm rằng đạn dược do đồng minh cung cấp từng tạo ra sự khác biệt đáng kể trên chiến trường trước đây. Chỉ huy Ukraine nói, tôi đã chứng kiến những sự kiện cách đây một năm khi quân nợ đang tiến công, ám chỉ lực lượng lính đánh thuê hùng mạnh của Nga. Ông CDIF cho biết, chúng tôi đã nhận được bom chùm, điều này đã làm thay đổi đáng kể tình hình và chúng tôi đã phản công thành công. Bom đạn trùm bị cấm ở nhiều quốc gia nhưng đã được cả Nga và Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố sẽ chỉ sử dụng loại vũ khí này để giải tán sự tập trung quân đội đối phương. Theo ông CDIF, binh lính được huấn luyện tốt hơn và vũ khí tầm xa cũng sẽ giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ hiệu quả hơn. Ông CDIF cho biết thêm, nếu chúng tôi có vũ khí tầm xa, các chỉ huy của chúng tôi sẽ cắt lực lượng Nga khỏi các tuyến hậu cần và cung ứng. Ukraine đã nhận được một số tên lửa tầm xa từ các đồng minh. Loại vũ khí này đã được sử dụng để tập kích các sân bay, kho đạn dược, sở chỉ huy và nơi tập trung quân của lực lượng Nga. Nga hôm 30 tháng 4 cho biết Ukraine đã tấn công Crimea bằng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ sản xuất nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của Moscow trên bán đảo. Tuy nhiên, Nga tuyên bố 6 tên lửa đã bị bắn hạ. Theo CDIF, đơn vị của ông gần như bị máy bay không người lái của Nga tấn công liên tục. Chúng có thể bay vào ban đêm cũng như ban ngày vì được trang bị camera ảnh nhiệt cho phép người điều khiển xác định mục tiêu từ xa. Trong khi đó, binh lính Nga đang tiếp cận giới tuyến bằng cách sử dụng các loại phương tiện, mặc dù chịu tổn thất nặng nề, nhưng họ vẫn gây áp lực nặng nề cho quân đội Ukraine. Chỉ huy Ukraine thừa nhận họ chịu tổn thất lớn, quân đội của chúng tôi hạ cục rất nhiều người trong số họ. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng đối phương có rất nhiều UAV là máy bay không người lái, gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình ở đây. Theo Reuters, thương vong đối với cả hai bên đều ở mức cao kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào đầu năm 2022. Nhưng với lực lượng binh lính lớn hơn, cũng như nhiều vũ khí đạn dược hơn, Nga đã chiếm thế thượng phong ở phía đông Ukraine, nơi đang diễn ra những trận chiến ác liệt nhất. Ông CDAF vẫn tin rằng lực lượng Nga sẽ không tiến vào Chasipya trước ngày 9 tháng 5. Khi Nga kỷ niệm ngày chiến thắng trong Thế chiến 2, một số quan chức Ukraine nói rằng Nga có thể muốn chiếm thành phố này đúng vào thời điểm trên. Chỉ huy Ukraine cho biết đơn vị của ông gần đây đã nhận được nhiều xe bọc thép và máy bay không người lái hơn, từ đó giúp hỗ trợ công tác hậu cần, bao gồm khả năng sơ tán thương binh của tiểu đoàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày 1 tháng 5 đã ra lệnh cung cấp vũ khí nhiều hơn và nhanh hơn cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Để duy trì tốc độ cần thiết của cuộc tấn công, cần phải tăng số lượng và chất lượng vũ khí cũng như thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội, chủ yếu là vũ khí, Bộ trưởng Suiku nói trong cuộc họp với các quan chức quân sự Nga. Trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược, các lực lượng Nga đã giành được những tiến bộ chiến thuật gần như là hàng ngày trong những tuần gần đây dọc theo tiền tuyến phía đông nam Ukraine. Nga đã chiếm được 6 ngôi làng ở khu vực Donetsk, đồng thời củng cố các vị trí tác chiến ở khu vực Kharkov. Tướng Oleksandr Sisky, chỉ huy hàng đầu của lực lượng Kiev cảnh báo Ukraine có nguy cơ mở thêm lãnh thổ nếu phương Tây không nhanh chóng cung cấp vũ khí. Ông tuyên bố rút quân khỏi các ngôi làng gần Abdiivka, một thành trì phía đông của Ukraine. Vòng trừng phạt mới nhất này nhắm vào gần 300 thực thể và cá nhân nhằm vào việc Nga lách trừng phạt của phương Tây, đặc biệt là thông qua các công ty Trung Quốc và một số nơi khác. Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với gần 200 mục tiêu, trong khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định hơn 80 mục tiêu, tạo thành một trong những đợt trừng phạt có quy mô lớn nhất nhắm vào Nga của Washington cho đến nay. Trong đó, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và đặc khu Hồng Kông Trung Quốc, bởi vì cho rằng các công ty này có liên quan đến việc hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine. Mỹ cáo buộc những doanh nghiệp này đã xuất khẩu sang Nga các mặt hàng có thể giúp chế tạo máy bay không người lái UAV như cánh quạt, động cơ và cảm biến, cũng như những công nghệ vi phạm các lệnh trừng phạt trước đây chống Moscow. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố, Bộ Tài chính liên tục cảnh báo rằng các công ty sẽ phải đối mặt với những hậu quả đáng kể khi cung cấp hỗ trợ vật chất cho xung đột của Nga tại Ukraine. Theo hãng tin Reuters, đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận, trong khi đó ông Lưu Bằng Vũ, là người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, chính phủ nước này giám sát việc xuất khẩu các mặt hàng có công dụng kép là quân sự dân sự theo luật pháp và quy định đồng thời ông lưu nói rằng các tương tác kinh tế và thương mại bình thường giữa trung quốc và nga tuân theo quy tắc và nguyên tắc thị trường của tổ chức thương mại thế giới ông lưu nhấn mạnh trung quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp của mỹ mỹ và các đồng minh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng ngàn mục tiêu kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine trong đó bao gồm cả việc ban hành các lệnh trừng phạt đối với các công ty ở trung quốc thổ nhĩ kỳ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất Ngoài Trung Quốc, các lệnh trừng phạt mới cũng nhắm đến các mục tiêu ở Azerbaijan, Bỉ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Slovakia mà họ cáo buộc đã giúp Nga có được công nghệ và thiết bị rất cần thiết từ nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng trừng phạt hai nhà khai thác tàu tham gia vận chuyển liên quan đến các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng gọi tắt là LNG ở Bắc Cực của Nga. Các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ đối với dự án LNG-2 Bắc Cực tháng trước đã buộc Novatech là nhà sản xuất LNG lớn nhất của Nga phải đình chỉ sản xuất do dự án thiếu tàu chở nhiên liệu. Ngoài ra, các công ty con của công ty điện hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga cũng như 12 đơn vị trong công ty Siban một công ty của Nga khác cũng bị nhắm đến. Washington cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không Pobeda của Nga, một công ty con của hãng hàng không Aeroflot của Nga. Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã bổ sung hơn 200 máy bay Boeing và Airbus do các hãng hàng không Nga vận hành vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Quân đội Ukraine không phát hiện tàu chiến Nga ở Biển Đen và Biển Azov vào sáng thứ tư ngày 30 tháng 4. Cơ quan báo chí của Hải quân Ukraine cho biết ở Biển Đen và Biển Azov, tàu địch đang mất tích. Kyiv đã nhắm mục tiêu vào hạm đội Biển Đen của Nga trong suốt thời gian qua. Ukraine đã tuyên bố sẽ giành lại Crimea từ tay Nga, nơi hiện đóng vai trò là trung tâm hậu cần trung tâm của Moscow cho lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Nga dường như đã di rời một số tàu thuộc hạm đội Biển Đen được đánh giá cao khỏi cảng ở Crimea để tránh thiệt hại thêm sau các cuộc tấn công thành công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 10 năm ngoái cho thấy hạm đội Nga đang di rời từ Sevastopol đến Novorossiysk, ở Krasnodar Krai, miền nam nước Nga, khi Ukraine nhắm vào các tàu của Moscow, các tàu cũng đang hướng tới cảng hải quân Nga ở Feodosia, xa hơn về phía đông trên bán đảo Crimea đã sáp nhập. Những hình ảnh vệ tinh gần đây hơn được chia sẻ bởi nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở MT Anderson của Osin dường như cho thấy hạm đội biển đen phần lớn đã từ bỏ các căn cứ hải quân chính ở Crimea. Hồi tháng 3, người phát ngôn Hải quân Ukraine, Đại úy Dmytro Plitenchuk cho biết mục tiêu cuối cùng của Kiev là quét sạch các tàu quân sự của Nga ở khu vực Azov và Biển Đen. Thông báo của Hải quân được đưa ra ngay sau khi Vladimir Rogov, chủ tịch của We Are Together with Russia, một nhóm thân Nga hoạt động ở khu vực Zaporizhia của Ukraine do Moscow chiếm đóng, cũng như các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã bắn ATACMS vào Crimea từ khu vực Kherson phía nam Ukraine qua đêm vào thứ Hai. Rogov viết trên Telegram, tối nay các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Cộng hòa Crimea. Phòng không Nga đã hoạt động hiệu quả ở Dzhankoy và Simferopol. Theo thông tin mới nhất, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã làm rất tốt. Rogov cho biết thêm, Ukraine đã phóng một số tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công bán đảo Hòa Bình. Sergei Astronov, lãnh đạo Crimea, được Điện Kremlin hậu thuẫn cho biết các quả đạn còn chưa nổ đã nằm dài rác ở khu vực Simferopol trên bán đảo sau khi tên lửa ATACMS bị bắn rơi. Ông nói trên Telegram, nếu bạn tìm thấy loại đạn này, đừng nhặt nó lên, đừng đến gần chúng. Ukraine và Nga không bình luận chính thức về các cuộc tấn công được báo cáo, không có thương vong nào được báo cáo. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đánh giá vào tháng trước sau cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol rằng hạm đội biển đen của Nga đã không hoạt động. Kênh Tidupka cho biết lực lượng Moscow tiếp tục phát triển thành công tại Abdiqa. Gần Berdichi, binh sĩ của họ đã quay phim những vị trí bỏ hoang, giải rác xác của binh sĩ đối phương. Ukraine đã vỡ trận do hạn chế nghiêm trọng về sức mạnh, không thể ứng phó nổi với tình hình hiện tại. Điều này cho phép Moscow hành động theo nguyên tắc tấn công bằng liễu kiếm, đột kích sâu vào lãnh thổ đối phương, vào các trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Đầu tiên trong số đó là Ocherezino, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn. Mục tiêu tiếp theo của Nga có thể là đoạn đường cao tốc Perkrops Konstantinovka trên giải Malinovka, Berezovka với cự ly không quá 13 km theo đường thẳng. Tuyến đường này rất quan trọng do kết nối toàn bộ mạng lưới các khu định cư lớn nằm dọc theo nó. Những cuộc tấn công bằng liễu kiếm như vậy có thể làm gián đoạn sự tương tác giữa hậu phương của nhóm Torres của đối phương và các lực lượng Ukraine theo hướng Abdiivka sở dĩ, thì ca ví von các cú ra đòn của moscow ở bắc abdipka như cuộc tấn công bằng liễu kiếm vì đây là loại kiếm có lưỡi tròn và mỏng nên khi vung kiếm sẽ mềm mại như lá liễu tạo ra sự hấp dẫn bởi vẻ đẹp điên cuồng nhưng chết chóc của nó. theo kênh sory yakamaps tại bắc abdipka, lực lượng moscow lần lượt tiến về phía tây và phía nam solo vov về phía Sokin và novopolkovskye Ngoài ra, họ tiếp tục tiến về phía tây bắc Ochedesin để giành quyền kiểm soát thêm các đồn điền tiếp giáp với vùng ngoại ô phía đông của Novo Hơn nữa, các lực lượng Moscow đã giành toàn quyền kiểm soát Keramik sau khi Ukraine rút lui về phía Arkhangelsk và gia tăng áp lực lên hệ thống chiến hào trung tâm, nơi gần như bị bao vây. Theo kênh Tuy Bà, trên hướng Abdipka, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở ngoại ô Ocheretin và Ukraina rút lui khỏi Keramik đến Akhanheske ở gần đó. Tình hình cũng bất lợi cho lực lượng Kiev ở Umaske, nơi lực lượng Moscow có thể tấn công khu vực kiên cố từ phía sau. Theo kênh Military Samari, tại Chasovya, lực lượng Moscow đã tiếp cận kênh đầu, mang lại lợi thế chiến lược đáng kể. Trong khi đó, các cuộc tập kích hỏa lực dữ dội ở Chasovya vẫn tiếp tục. Các mũi xung kích đã đột phá qua phía tây Ivanovskiy và tiến tới kênh đào Kananchevsky, Donetsk, Donbas, do đó cắt nhóm lực lượng Ukraine ở đây thành hai phần. Theo kênh Suryakmaps, tại phía đông Chasovya, binh sĩ Moscow đã đạt được những tiến bộ mới ở phía nam núi Baba và lần đầu tiên tiếp cận được kênh dẫn nước ở trục này, trong khi đó các cuộc đụng độ với lực lượng Ukraine đang diễn ra ở phần cuối của cuộc đua này. Các kênh SGS và Geroman cũng đồng loạt xác nhận bước tiến của Nga khi ghi nhận lực lượng Moscow đã tiếp cận kênh đào Siversky Donetsk, Donbass và giành được chỗ đứng ở phần phía đông. Lực lượng Moscow đột phá và tiến tới kênh đào phía nam Chasopya. Lực lượng Moscow cũng đang chuẩn bị tấn công kênh Bắc Donetsk, Donbass, ngăn cách khu vực kênh đào với khu phát triển chính Chasopya. Từ phía nam, Nga tiếp tục nỗ lực chọc thùng hàng phòng ngự của đối phương trên khu vực đường cao tốc T0504. Kênh Military Samari cho biết, tại Krasnogorivka, lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo vào các vị trí của Ukraine sau khi sử dụng hàng loạt bom FAB-1500 và hỏa lực pháo binh làm mềm chiến trường. Kênh Thị ba cho biết, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Tại quận Kajib của Kharkov, một tên lửa đã bắn trúng tòa nhà của Viện Nghiên cứu Thú Y được quân đội Ukraine sử dụng và ở quận Kolonohos, cuộc tấn công khác đã đánh trúng cơ sở hạ tầng đường sắt. Ngược lại, Ukraine lại thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào bán đảo Crimea. Đêm qua, 8 tên lửa ATACMS đã được phóng vào sân bay ở Havaneck và 4 tên lửa ở Dezankoy, nơi đã từng bị bắn trúng hai tuần trước. Kênh Military Summary xác nhận lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn hơn vào Crimea dạng sáng ngày 30 tháng 4. Một số vụ nổ đã được báo cáo và người ta biết rằng tên lửa ATACMS của Mỹ đã được sử dụng trong khi mọi thứ đã lắng xuống đối với Sivers, cuộc tấn công ở Donetsk của Nga đang có sự phát triển tốt. Trên hướng Zaporizhia, lực lượng Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi vùng ngoại ô phía bắc Robotin và buộc Ukraine phải rút lui về phía Kopani. Ukrainska Pravda cho biết, báo cáo vào tối ngày 30 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, 24 giờ qua ghi nhận 96 vụ động độ, đối phương phóng một tên lửa, thực hiện 29 đợt không kích và 109 đợt tấn công từ hệ thống pháo và tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn trong ngày không quân của lực lượng phòng vệ đã tiến hành không kích vào 12 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một khu vực tập trung quân nga. Bộ tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Odeskob và Kherson. Theo Ukrainska Pravda, máy bay không người lái đã tấn công vào vùng Ryazan và Rovonet của Nga, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Ryazan. Theo những người chứng kiến, vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng. Đầu tiên là một tiếng ầm ầm vang lên, sau đó là hai vụ nổ xảy ra. Thống đốc vùng Ryazan Pavel Mankov xác nhận vụ tấn công và nói rằng một UAV được cho là đã bị bắn hạ. Quan chức này không công bố số lượng UAV bay tới nhà máy lọc dầu Ryazan. Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gusev viết trên kênh Telegram của mình rằng vào dạng sáng ngày thứ Tư, hai UAV đã bị bắn hạ trên lãnh thổ vùng Voronezh, trong đó một chiếc bị bắn hạ ở ngoại ô Voronezh và một chiếc khác ở vùng Voronezh. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 30 tháng 4, ông đã tổ chức một số cuộc họp về các chủ đề quân sự ông nói hôm nay trong ngày có rất nhiều cuộc họp về các chủ đề quân sự về tình hình mặt trận các hành động tấn công của đối phương và hành động của chúng ta nhằm ngăn chặn các kế hoạch của nga và để đạt được các mục tiêu của chúng ta đã có báo cáo từ tổng tư lệnh alexander sinsky và đã thảo luận riêng với bộ trưởng quốc phòng russem umedov về việc cung cấp vũ khí và liên lạc với các đối tác Ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine cần tăng tốc đáng kể nguồn cung cấp và nên chiếm ưu thế trên mặt trận thay vì các hoạt động tấn công và ném bom của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Chúng tôi rất tin tưởng vào việc Mỹ nhanh chóng giao hàng. Đây là những chuyến viện trợ có thể cảm nhận được qua hệ thống hậu cần bị phá hủy của Nga vì họ sợ phải đóng quân ở bất kỳ đâu trong lãnh thổ đang kiểm soát." Lực lượng kháng chiến ở Odessa cho biết đã nghe thấy ba vụ nổ. Vụ thứ hai rất mạnh ở khu vực kulikovo nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy tác chiến Pipden miền nam của Ukraine. Điều phối viên của lực lượng Nikolay F. Sergei Lebedev dẫn nguồn tin cho biết hôm 1 tháng 5. Các nguồn tin cho biết nhiều xe cứu thương đã di chuyển tới khu vực trên. Khu vực xung quanh quảng trường kulikovo đã bị phong tỏa. Ngày 30 tháng 4, quân đội Nga tấn công khu vực cảng của thành phố Chernomok thuộc vùng Odessa tiếng nổ mạnh đã vang lên trong trận tập kích. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, Ilya Zeplat cho biết, Nga hiện đã chọn thành phố Odessa là mục tiêu chính cho các cuộc tấn công của họ. Ông cũng xác nhận, vào đêm 30 tháng 4, Nga đã tấn công các khu vực đông dân cư ở Odessa bằng ba tên lửa đạn đạo Iskander M. Theo thông tin được truyền thông Ukraine tiết lộ, hướng tiến công chủ yếu tiếp theo của quân đội Nga không phải khê sân mà là Odessa quân đội Nga được cho là lên kế hoạch giành quyền kiểm soát hoàn toàn Odessa trong 3 tháng. Nga có thể đã tập hợp 8 sư đoàn bộ binh với quân số lên tới 250.000 quân, chuẩn bị mở chiến dịch đột kích quy mô lớn vào thành phố cảng chiến lược này. Chiến dịch tấn công Odessa của quân đội Nga dường như được chia thành 3 bước. Đầu tiên, lực lượng không quân tiến hành ném bom quy mô lớn, phá hủy hoàn toàn hoặc làm suy yếu hầu hết mục tiêu quân sự và chỉ huy của quân đội Ukraine. Bước thứ hai là hạm đội biển đen của Nga sẽ hỗ trợ hỏa lực tấn công Odessa từ hướng biển. Cuối cùng, lực lượng binh chủng hợp thành của quân đội Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tổng lực, hạ gục những mục tiêu còn lại ở Odessa. Thành phố Odessa là hải cảng quan trọng nhất của Ukraine, nằm bên bờ biển đen và chỉ cách biên giới Moldova khoảng 35 km. Thành phố này có vị trí chiến lược không chỉ trong thế trận phòng thủ mà còn với toàn bộ nền kinh tế Ukraine đây là con đường xuất khẩu chủ lực của nông sản và hàng hóa ukraine ra thị trường quốc tế với vị trí địa lý chiến lược odessa thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích hỏa lực từ phía quân đội nga ukraine cáo buộc nhiều thủy lôi của nga được thả quanh odessa để phong tỏa hải cảng quan trọng này ukraine cáo buộc các cuộc tấn công liên tục của nga vào odessa là một phần trong nỗ lực của moscow nhằm phá hủy hoạt động xuất khẩu lương thực của ukraine quan chức ukraine nói rằng lực lượng nga thường phóng tên lửa Kalibr triển khai tàu ở biển đen vào lúc nửa đêm các tên lửa bay ở tầm thấp và rất khó phát hiện để qua mặt hệ thống phòng không của ukraine nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trả đũa nhằm vào odessa và các khu vực miền nam ukraine sau khi tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen và cáo buộc ukraine đứng sau vụ nổ trên cầu krum tuần qua lực lượng nga giành được hoặc có bước tiến ở một số ngôi làng tại mặt trận phía đông ukraine Điều này càng cho thấy tình hình khó khăn của Ukraine trong khi chờ viện trợ của Mỹ lại trong bối cảnh bị Nga áp đảo về quân số và vũ khí. Hôm 28 tháng 4, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Sisky thừa nhận tình hình trên mặt trận trở nên tồi tệ hơn và Nga đang đạt được những thắng lợi nhất định về mặt chiến thuật ở một số khu vực, theo tờ The New York Times. Theo ông Sisky, ở tỉnh Donetsk, sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở làng Ocheretin, lực lượng Nga đã nỗ lực mở rộng tiến công. Cuối tuần qua, lực lượng Ukraine đã rút khỏi các làng Berdichi, Semenivka và Novo Mikhailivka về phía tây các làng này để bảo toàn tính mạng và sức khỏe. Vậy hiện tại, tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine ra sao? Tướng Sisky cho biết tình hình khó khăn nhất vào lúc này là xung quanh các ngôi làng phía tây thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, thành phố mà Nga chiếm được hồi tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Ông Sisky cho biết Nga đã triển khai tới 4 lữ đoàn trong khu vực với mục tiêu tiến tới các trung tâm hậu cần quân sự của Ukraine, chẳng hạn như thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk. Sau khi Nga giành được Avdiivka, lực lượng Ukraine lùi về tuyến phòng thủ mới khoảng 5 km về phía Tây, dọc theo một ngôi làng nhỏ. Nhưng tuyến phòng thủ này hiện đang bị quân Nga tràn qua. Ngày 28 tháng 4, tướng Sisky cho biết Quân Ukraine đã rút khỏi hai ngôi làng là Berdichi và Semenivka, hai ngôi làng cuối cùng trong khu vực chưa nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga. Bình luận về thông tin này, ông Serhiy Kuzan, chủ tịch nhóm nghiên cứu phi chính phủ Trung tâm hợp tác và an ninh Ukraine cho rằng, bộ chỉ huy Ukraine đã phải đưa ra lựa chọn giữa tình huống xấu và tình huống tồi tệ hơn khi quyết định để mất lãnh thổ thay vì mất lính. Theo The New York Times, tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi lực lượng Nga tìm cách chọc thủng phần phía Bắc của tuyến phòng thủ Ukraine và nhanh chóng tiến vào làng Ocheretine vào tuần trước. Ngôi làng này nằm trên con đường dẫn tới thành phố Pokrov, cách đó khoảng 45 km về phía Tây. Hôm 28 tháng 4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Washington, Mỹ cho rằng sau khi giành được thắng lợi ở Ocheretin, Bộ Chỉ huy Nga đang đứng trước hai lựa chọn, tiếp tục tiến về phía Tây tới thành phố Pokrov hoặc tiến về phía bắc tới thị trấn Chasipya, tỉnh Donetsk. Thị trấn Chasipya là nơi mà trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường tấn công. Theo các quan chức Ukraine, có tới 25.000 lính Nga đang tham gia cuộc tấn công vào Chasipya. Chasipya cách thành phố Bắc Mút khoảng 11 km về phía Tây, nằm trên vùng đất cao có tính chiến lược. Nếu kiểm soát được Chasipya, thì thị trấn Kotian-Tinipka, cách đó khoảng 16 km về phía Tây Nam sẽ nằm trong tầm hỏa lực của Nga. Kostiantynivka là điểm cung cấp hậu cần chính cho lực lượng Ukraine dọc theo phần lớn mặt trận phía đông. Theo báo cáo ngày 28 tháng 4 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng Nga hiện có cơ hội đạt được những thành tựu đáng kể về thế trận gần Chasipya. Ông Kuzan cho rằng Nga sẽ tiếp tục có những tiến bộ trong tương lai gần, tùy thuộc vào tốc độ và số lượng viện trợ phương Tây đến với Ukraine ra sao. Tuần trước, Mỹ cho biết sẽ gấp rút chuyển gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ đô la Mỹ đầu tiên trong gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Lô hàng này sẽ bao gồm tên lửa phòng không Stinger, các loại đạn phòng không, tên lửa dẫn đường chống tăng Javelin và đạn pháo 155mm. Các chuyên gia quân sự cho rằng, những tiến bộ gần đây của Nga ở mặt trận phía đông thể hiện nước này đang tận dụng thời cơ để mở các cuộc tấn công trước khi đợt viện trợ quân sự đầu tiên trong gói 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ, vốn được thông qua tuần trước, đến được tay Ukraine. Nhà phân tích quốc phòng Frank Stefan Gadi ở Viên, Ý nói rằng, theo cách nói của quân đội, chúng ta đang ở giữa cái gọi là giai đoạn định hình một cuộc tấn công. Mục đích chính của các cuộc tấn công là nhằm từ từ nghiền nát hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc tiền tuyến để cho phép lực lượng mặt đất của Nga tác chiến và đánh chiếm các mục tiêu quân sự quan trọng về mặt chiến thuật và thế trận. Tuy nhiên, ông Gadi cho rằng tổn thất phương tiện và thách thức hậu cần tiền tuyến có thể ngăn cản Nga đánh sâu vào lãnh thổ Ukraine và thay vào đó, Nga sẽ tập trung nỗ lực bảo vây các lực lượng Ukraine. Ông Gadi cũng lưu ý rằng, mối đe dọa rằng một phần tiền tuyến mới của Ukraine sẽ sụp đổ vào năm 2024 là điều có thật và đang hiện hữu. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trong những tuần tới. Ông Volodymyr Bitsak, một chỉ huy người Ukraine, nói trên truyền hình quốc gia hôm 29 tháng 4 rằng Nga đã triển khai bốn tiểu đoàn gần biên giới với tỉnh Sumy phía đông bắc Ukraine, có thể là để chuẩn bị cho đợt tiến công lớn sắp tới. Theo đó, những tổn thất đáng kể gần đây của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây Adipka đã bộc lộ điểm yếu của Ukraine. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do nguồn cung các viện trợ từ các đồng minh bị gián đoạn trong nhiều tháng và những khó khăn trong việc tổng động viên. Quân đội Ukraine đang ngày càng thất thế và tuyệt vọng chờ đợi sự giúp đỡ từ Mỹ. Trong khi Nga đã tích lũy được nguồn lực đáng kể và đang gia tăng thành công và liên tục giành quyền kiểm soát nhiều khu định cư dọc theo chiều dài mặt trận, Trước đó, Giám đốc Viện Phân tích và Quản lý Chính sách Ukraine Bulan Poknik dự báo, sau khi mất khu định cư Ochitino, AFU sẽ khó có thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga về phía Tây. Theo ponic việc mất đi Adipka đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng chiến thuật đối với AFU và chưa có phương án cụ thể để lấp đẩy lỗ hổng chiến thuật nói trên. Trong khi đó, cựu cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy đánh giá, việc mất thành phố chashovia sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ mặt trận afu trong bối cảnh thất bại quân sự mặt trận tan vỡ tướng sergey đã thừa nhận tình hình đã trở nên rất trầm trọng và nhìn chung là không tốt nếu phía nga giành được chashovia thì mặt trận chắc chắn sụp đổ ông oleg shokin nói theo đó tổng tư lệnh afu tướng Alexander sanders đã mất khả năng kiểm soát tình hình ngoài ra ông oleg shokin nói thêm rằng có viện trợ mới của Mỹ dành cho Kiev là không đáng kể và Ukraine đang tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu binh sĩ và đạn dược. Về tình hình chiến sự, các đơn vị xung kích của nhóm tác chiến Vostok bắt đầu công phá các vị trí phòng thủ của AFU gần thành phố chiến lược Oloda ở hướng Donetsk. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm tấn công Nga không gặp quá nhiều khó khăn để đẩy lùi các đơn vị Ukraine phòng thủ với sự hỗ trợ của UAV tự sát. Olander luôn là vị trí quan trọng ở phía nam Donetsk. Trong quá khứ, Nga từng nhiều lần tấn công cứ điểm này. Nhưng thành phố pháo đài của Ukraine vẫn trụ vững. Tình hình hiện tại có thể đổi khác khi Olada có bị bao vây và dần dần sụp đổ. Còn kênh Miratari Summary cho biết quân đội Nga đang đạt nhiều kết quả đáng kể từ mấu lồi Ochetino, khiến AFU phải rút lui khỏi nhiều khu vực phía bắc Adipka để tránh bị bao vây. Mũ đột phá của Nga đang hướng về Novo Kalinovo để buộc Ukraine phải rút về Akhangekoy lân cận. Tuy nhiên, đây không phải là điểm phòng thủ phù hợp khi AFU không kịp tạo ra một tuyến phòng thủ lâm thời Số các đơn vị rút lui tái tập hợp. Cùng với đó, các đơn vị lính dù xung kích của Nga đẩy mạnh tấn công tại nhiều điểm, trong đó có Novoskandovka. Nếu phát triển tốt, Nga tiếp tục hình thành thế bao vây ở các đơn vị Ukraine vừa rút khỏi Novo kalinovo và Ochetino. Cùng với việc đẩy mạnh tấn công, các đơn vị tuyến hai của Nga cũng đang nhanh chóng tiến vào Ochetino để thanh tảo và tạo lập trận địa phòng ngừa khả năng Ukraine phản kích. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Sokai thông tin rằng các đơn vị quân đội Ukraine đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine trong bối cảnh quân Moscow tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở khu vực. Tờ The New York Times đưa tin ngày 29 tháng 4, theo ông Serkai, các lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi các làng Bedichi, Shemizhonovka và Novokhailovka, tình hình khó khăn nhất ở hướng Porok và Khurakhovo khi các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở đó. Đối phương đã điều động tới 4 lực đoàn tiến về phía các trục đánh này và đang dồn tổng lực tấn công phía Tây ở thành phố Idipka và Madinka đều ở Donetsk. Ông Serkai nói, Tình hình ở mặt trận đang trở nên tồi tệ hơn. Các lực lượng nga đạt được những thắng lợi nhất định về mặt chiến thuật ở các hướng này. Họ đang cố nắm bắt thế chủ động chiến lược và vượt qua chiến tuyến. Ông cai nhấn mạnh. Phần mình, Bộ Quốc phòng nga cũng cho biết đã đẩy lùi quân Ukraine ở ba ngôi làng trên cùng một số địa phương khác ở Donetsk. Đòn đánh của lực lượng Moscow đã khiến Ukraine mất tới 370 binh sĩ, hai xe bọc thép và bốn phương tiện cơ giới quân sự, theo hãng thông tấn TASS. Các lực lượng Nga còn phá hủy nhiều lựu pháo của Ukraine, bao gồm M777 và M102 Mỹ sản xuất, MSTA B, D20, D30. Ngày 29 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng Moscow hiện đang kiểm soát chặt chẽ tình hình chiến trường và đang dần đẩy lùi quân Ukraine. Business Insider ngày 29 tháng 4 dẫn nhận định của các nhà phân tích cho biết Quân đội Nga dường như đang triển khai những bước tiến chiến thuật ngay phía tây bắc Adyipka về phía vành đai pháo đài là chuỗi các thành phố Ukraine ở phía tây bắc Adyipka vùng Donetsk. Mặc dù vẫn còn phải xem liệu Bộ chỉ huy Nga có tập trung quân vào khu vực đó hay không, nhưng họ đang tạo tiền đề cho các hoạt động tấn công theo hướng này. Từ lâu, Nga được cho là đã nhắm tới kiểm soát bốn thành phố vành đai gồm Dubkivka, Kostiantynivka, Slovian và Kramatorsk với việc các lực lượng nga tiếp tục củng cố các vị trí ở phía tây bắc abdika giờ đây họ có những lựa chọn mục tiêu cần theo đuổi ukraine nhiều lần cảnh báo nga đang tìm cách kiểm soát pokrov phía tây nam bắc mút tuy nhiên theo một đánh giá mới từ viện nghiên cứu chiến tranh isw nga có thể lựa chọn tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung xung quanh chasipya một thành phố gần abdika nếu kiểm soát được thành phố này Nga sẽ có một bàn đạp để tiến hành các hoạt động tấn công gần hai trong số bốn thành phố lớn tạo thành vành đai pháo đài của Ukraine tại Donetsk. Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể quyết định rằng việc tiến lên phía Bắc dọc theo đường cao tốc H-20 sẽ cho phép lực lượng Nga tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung tiếp theo từ phía Đông và phía Nam nhằm vào rìa phía Nam của vành đai pháo đài Ukraine ở Donetsk, các chuyên gia của ISW nhận định. Tuy nhiên, Nga không thể dễ dàng hay nhanh chóng đạt được mục tiêu này. Moscow dường như chưa quyết định ưu tiên tiến về phía Tây, tấn công biên giới tỉnh Donetsk, thay vì tiến về phía Tây Bắc ra khỏi Adivka, tới vành đai pháo đài. Theo ISW, hiện tại, giới chức Ukraine cho biết Nga đã triển khai 4 lữ đoàn gần bằng sức mạnh chiến đấu của một sư đoàn được tăng cường ở phía Tây Bắc Adivka để ổn định các khu vực của mặt trận và hỗ trợ các hoạt động thâm nhập. Mặc dù phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và những bất lợi về tổng thể, Ukraine dường như đã làm chậm lại những bước tiến của Nga gần Abidka bằng lực lượng tiếp viện được tái lập trong khu vực. Điều quan trọng với Ukraine hiện giờ là khi nào họ có thể nhận được gói viện trợ mới của Mỹ và các nước châu Âu và liệu chúng có đủ giúp Kyiv đẩy lùi cuộc tấn công mùa hè tiềm tàng của Moscow hay không. Trong một bài báo đăng trên tạp chí The hao cuối tuần qua, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Hippie nói rằng Ukraine cần thêm các gói viện trợ mới, tương tự các gói được đồng minh, đối tác phương Tây công bố tuần trước để giành chiến thắng trong cuộc chiến vì an ninh khắp khu vực châu Âu Đại Tây Dương. Một sự bế tắc hay thất bại của Ukraine có nguy cơ kéo theo một cuộc chiến tranh lạnh mới, kéo dài hàng thập kỷ và tiêu tốn thêm 3.000 tỷ đô la Mỹ, ông Happy nói. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh lưu ý, các gói viện trợ gần đây từ Mỹ và Anh sẽ không ngay lập tức giúp Ukraine giành ưu thế, tiến hành một cuộc tấn công mang lại chiến thắng nhanh chóng và trọn vẹn. Ông nói, kỳ vọng của tôi là với dòng hỗ trợ khổng lồ từ phương Tây, chúng ta sẽ thấy tiền tuyến ổn định và trong khi cuộc chiến sẽ diễn ra khốc liệt, tôi nghĩ là sẽ không có biến động lớn về tình trạng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine trong năm nay. Theo ông, các lữ đoàn Ukraine cần được huấn luyện để có thể phối hợp hiệu quả với pháo binh, hỗ trợ trên không. Ông cũng tỏ ra nghi ngờ về việc lực lượng Ukraine có sẵn sàng hạ gục Nga vào năm 2025 hoặc thậm chí là năm 2026 hay không. Các lực lượng của Nga đã tăng cường tấn công nhiều thành phố và thị trấn của Ukraine trong những tháng qua. Sevastopol, Donetsk, Bakhmut và Adipka, các thành phố và thị trấn hầu như không được biết đến trên thế giới, đã trở thành những chiến trường ác liệt nhất giữa Moscow và Kiev trong nhiều tháng trước khi Nga giành ưu thế. Khi các lực lượng của Nga đang để mắt đến Chachivja, một thị trấn pháo đài trên đỉnh đồi ở phía đông Ukraine. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực của Nga để đạt được điều có thể là bước tiến đáng kể nhất kể từ mùa hè năm 2022. Chasiza chỉ rộng 13 km vuông, nhưng nếu Nga kiểm soát được thành phố này thì họ sẽ kiểm soát các vị trí chỉ huy trên cao, cho phép các lực lượng của Moscow nhắm trực tiếp vào khu vực tập trung chính của các thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev trong khu vực Donetsk trong đó bao gồm cả trụ sở của Bộ Chỉ huy miền Đông Ukraine ở Karamastok. Điều này cũng đạt quân đội Nga trong 16 km của Kotia Nipka, nút giao hậu cần chính của các lực lượng Ukraine dọc phần lớn mặt trận phía Đông. Chashivka là chìa khóa để mở cánh cửa vào các cuộc giao tranh kiệt sức và kéo dài. Nhà phân tích quân sự Czech Hay Habersky từng là đại tá trong quân đội Ukraine cho hay trong khi việc quốc hội mỹ thông qua gói viện trợ lớn cho ukraine sẽ cho phép kiev bắt đầu củng cố các phòng tuyến bị lung lay thì các binh lính của các nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng mọi thứ từ đạn pháo và đạn xe tăng đến các hệ thống phòng không và xe bọc thép việc cung cấp số lượng đáng kể trang thiết bị thay đổi tình hình sẽ phải mất một vài tuần và các quan chức ukraine cảnh báo điện kremlin sẽ cố gắng khai thác cơ hội này để nhằm vào phòng tuyến của ukraine ở bất kỳ nơi nào theo quân đội Ukraine trong tuần này, các lực lượng của Nga đã khai thác một lỗ hổng trong phòng tuyến Ukraine bên ngoài Adivka để tiến khoảng 3,2 km vào làng Ocheretin, cách Chashivya 48 km về phía nam. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng Moscow đang lên kế hoạch giành được Chashivya trước ngày 9 tháng 5, thời điểm Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Tình hình ở Chashivya Cách đây một năm khi cuộc giao tranh đẫm máu giành Bắc Mớt, nằm cách Chashivya gần 10 km về phía đông đi đến hồi kết, thị trấn ở trung tâm khu vực Donbass này đã được chuyển thành một pháo đài quân sự. Hầu hết 13.000 dân sự đã chạy trốn khỏi xung đột khi các cuộc pháo kích để lại những tòa nhà chống bị hư hại và các hồ bom trên đường. Sau khi Nga giành được Bắc Mớt, Ukraine đã sử dụng Chashivya để tấn công hỏa lực nhằm vào các lực lượng của Moscow khắp các cánh đồng bao quanh. Họ cũng sử dụng thị trấn này như một điểm tổ chức lực lượng để tấn công nhằm giành lại một số ngôi làng quanh Bắc Mốt. Tuy nhiên, khi sự hỗ trợ của Mỹ chậm dần và chủ yếu đã dừng lại vào năm nay, Nga đã giành lại phần lớn những gì họ đánh mất quanh Bắc Mớt và bắt đầu tiến công qua các cánh đồng nằm giữa Bắc Mốt và Chashivya. Quân đội hai bên đều xác nhận, Nga đã thiết lập được các vị trí trong vành đai rừng gần rìa phía đông thành phố. Họ cũng đang cố gắng đánh tạt sườn các lực lượng của Ukraine bằng cách tấn công qua các ngôi làng Bodanivka ở phía Bắc và Anvinske ở phía Nam. Người phát ngôn quân đội Ukraine trong khu vực này, ông Nadya Voloshin cho hay, khoảng 20.000 đến 25.000 lính Nga tham gia vào chiến dịch trên và các cuộc tấn công đang diễn ra cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đã đáp trả bằng các máy bay không người lái, góc nhìn thứ nhất FPV nhưng vẫn không đủ. Oshana, người điều khiển UAV trong các cuộc giao tranh ở Yar cho hay, Ukraine đã tăng cường dựa vào các phương tiện trên để làm chậm bước tiến công của Nga khi tình trạng thiếu hụt đạn pháo ngày càng nghiêm trọng. Theo ông Volosin, tình hình chiến trường luôn biến động, thách thức và liên tục thay đổi. Tuy nhiên, ông cũng cho biết quân đội Ukraine đang được tăng cường và phòng tuyến vẫn được giữ vững. Bất chấp những cuộc tấn công liên tục, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn có một số lợi thế. Nhà phân tích quân sự Hapsky đánh giá, kênh đào Donbass chia cắt một phần nhỏ ở rìa phía đông của thị trấn với phần còn lại của Yar đóng vai trò như một danh giới tự nhiên có thể làm chậm bước tiến của nga ông haskai cũng cho biết ukraine đã có nhiều năm xây dựng các công sự kiên cố ở trong và quanh thị trấn Nga đã sử dụng ưu thế trên không ngày càng gia tăng để phá hủy các công sự kiên cố của Ukraine. Trong những tháng gần đây, các hệ thống phòng không của Ukraine ngày càng cạn kiệt, trong khi các phi công Nga tăng cường số lần xuất kích gần tiền tuyến. Cơ quan tình báo quân sự Anh tuần này cho biết, việc ném bom ổ ả từ trên cao nhằm vào Yar là một chiến thuật được lập lại từ chiến dịch ở Adipka khi các chiến đấu cơ Nga dọn đường cho các cuộc tấn công của bộ binh và giành được thành trì quan trọng này của Ukraine vào tháng 2 năm 2024. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các chiến đấu cơ Nga đang thả hàng chục quả bom xuống Chashivya mỗi ngày. Chỉ trong ngày qua, 100 cuộc pháo kích và ném bom đã được ghi nhận theo hướng này, nhiều gấp đôi so với ngày trước đó, ông Vosin nói. Đại tá Mark Venda thuộc quân đội Estonia tuần này cho biết, việc ADK thất thủ và bước tiến công của Nga vào Chachipya rõ ràng cho thấy tình trạng thiếu đạn dược của Kiev và sự chuẩn bị của Moscow trong việc mạo hiểm sử dụng lợi thế trên không một lần nữa. Ông Hapska nhận định, khó có thể dự đoán giao tranh ở Chachivya sẽ diễn ra như thế nào, trong khi Ukraine không thể theo kịp hỏa lực Nga và Moscow vẫn sẵn sàng điều động thêm lực lượng vào chiến đấu, thì các chỉ huy Ukraine hiểu rõ, việc có nhiều hỗ trợ hơn trong thời gian tới sẽ cho phép họ dự trữ nguồn lực và chống lại cuộc tấn công của Nga. Hiện rủi ro với hai bên đều cao các thành phố nằm sau chashivja không chỉ là những pháo đài phòng thủ quan trọng mà còn là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn dân thường với nhiều người làm việc trong những ngành công nghiệp đóng vai trò lớn trong hoạt động sản xuất vũ khí nội địa của ukraine nếu chashivja thất thủ một số khu vực với các cơ sở hạ tầng quan trọng sẽ nằm trong tầm bắn của nga kiểm soát chashivja cũng sẽ đưa kotian Tynipka nút tiếp tế chính cho lực lượng ukraine ở phía đông chỉ cách đó vài km nằm trong khoảng cách tấn công của lực lượng nga theo ông Habsky, tuyến đường sát tại Kotiantinivka là xương sống cung cấp và hỗ trợ của Ukraine ở phía đông. Năm nay, Nga đã tấn công nhà ga chính bằng tên lửa, nhưng các đoàn tàu vẫn chạy. Ông Sergei Kasugu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 4 cho biết, Nga sẽ tăng cường tấn công nhằm vào các trung tâm hậu cần và cơ sở dự trữ của Ukraine khi Moscow đang cố gắng làm chậm quá trình vận chuyển viện trợ quân sự quan trọng của phương Tây tới mặt trận. Nhưng ngay cả khi Chashivja thất thủ, các nhà phân tích quân sự cho biết các cuộc giao tranh tiếp theo rất có thể sẽ vẫn kéo dài và tàn khốc trong nhiều tháng. Thông cáo đăng trên trang web Bundesgerung.de của chính quyền Đức hôm 29 tháng 4 cho biết Berlin vừa bàn giao một lô thiết bị quân sự và đạn dược mới cho lực lượng vũ trang Ukraine. Đức đã chuyển cho Ukraine thêm 10 xe chiến đấu bộ binh Madet, xe công binh Dach cùng 6 xe đổ kéo quân sự M1070 Ocos. Tuy nhiên, trọng tâm của lô thiết bị lần này là hệ thống phòng không Skynic Thứ hai, được Berlin gửi Kiev. Hệ thống này có khả năng bắn hạ máy bay không người lái, tên lửa hành trình hoặc đạn dẫn đường được lập trình sẵn. Trang min in mua trên một đoạn thông cáo viết, theo trang min.in.ua, Skynet là hệ thống phòng không có vũ khí chính là Olelikon MK3, sử dụng cỡ đạn 35mm, có tầm bắn hiệu quả tới 4.000m, với tốc độ khai hỏa đạt 1.000 phát trên phút. Bộ cảm biến đa năng của Skynet có thể hoạt động trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào và phát hiện mục tiêu đối phương khoảng 30km. Kênh Military Summary đưa tin, bông hoa Ocheretino đang nở rộ với những tiến bộ của Nga về mọi hướng. Lực lượng Kiev không ngăn được chuỗi sụp đổ liên hoàn khi tiếp tục rút lui khỏi nhiều vị trí tại phía Bắc Adivka. Theo kênh Ridovka, mối đột phá của Nga về phía Tây Bắc đã mọc lên từ Adivka tiếp tục nở hoa dưới ánh nắng chói trang. Hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Novo Kalinovo đã hoàn toàn sụp đổ và đối phương đang rút lui đến Akhangilskoy, lân cận, để lại một số binh sĩ ở làng Keramik liên kề làm lực lượng yểm trợ. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine tháo chạy về Arkhangelskoy cũng sẽ không tìm được nơi trú ẩn yên tĩnh, thuận tiện để chữa lành vết thương, bởi ngôi làng này đã bị tấn công từ phía tây nam từ Ocheretino và nếu đánh bại Keramik, lực lượng Moscow sẽ tấn công từ phía đông nam. Vì vậy, trước tình thế nguy ngập, lực lượng Kiev liên tục phản công, cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng khách quan mà nói, họ ngày càng có ít nguồn lực cho việc này. Trong khi đó, khác xa với cuộc truy kích vẫn còn hạn chế tới Arkhangelskoy cũng từ Ocheretino một mũi tấn công khác của Nga đang được triển khai dọc theo đường ray xe lửa về phía tây và tây bắc tới Novolexandrovka mầm non này vẫn còn mơ hồ nhưng hứa hẹn có khả năng cao sẽ phát triển xuyên qua hậu cứ phòng thủ của nhóm Torres của Kiev từ phía nam như thường lệ bẻ gãy nó kênh Riba đưa tin theo hướng Adyika lực lượng Moscow đã đạt được những bước tiến đáng kể. Về phía Tây, Ocheretin, giành quyền kiểm soát lãnh thổ của nhà máy gạch Ancom. Ở vùng ngoại ô phía Đông Bắc, đang diễn ra các trận chiến trong khu dân cư. Đồng thời, việc dọn dẹp các vị trí của Ukraine tại ngoại ô phía Tây Solovyovo đang được hoàn thành. Theo kênh Riba, trên hướng Donetsk, Nga đang dầm dập tiến vào Kratnogorivka từ nhiều hướng. Ở trung tâm, Lực lượng của họ củng cố vị trí tại giao lộ đường Helohikna và Tsenchanna. Còn ở phía đông, các nhóm tấn công đã tiến hơn 1 km và chiếm giữ một khu vực kiên cố chính của đối phương. Kênh Military Summary cho biết, tại Krasnogorivka, lực lượng Moscow ao ạt tiến vào thành phố sau cuộc tấn công từ phía đông, đang trên đà cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Đáng chú ý, sau khi được nâng cấp và sản xuất hàng loạt, nhiều xe tăng rùa Nga xuất kích mở một mũi đột phá thẳng vào thành phố trước hỏa lực dày đặc của đối phương. Có vẻ thiết kế mới đã giúp những chiếc xe tăng kỳ dị này đối phó hiệu quả hơn với các loại UAV tự sát của Ukraine, nâng cao đáng kể khả năng sống sót. Theo kênh RIPA, trên hướng Bắc Mút, các trận chiến giành vị trí đang diễn ra tại ngoài ô phía đông Trà Sốt Ra. Ở phía nam, các cuộc đụng độ đang diễn ra trong khu vực Krasnoye cũng như trên đoạn đường cao tốc T0504 dẫn đến Kotiantinivka. Các cuộc tập kích hỏa lực dữ dội của Nga tiếp tục nhằm vào quận Kanan để làm mềm chiến trường cho bộ binh xung phong. Trong ngày qua, lực lượng Moscow đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của đối phương, bao gồm cả sân bay Mihorod thuộc vùng Poltava. Tại Odessa, do bị trúng tên lửa, tòa nhà lớn thuộc Học viện Luật Odessa đã bị thiêu rụi một phần. Theo hướng và Svatov, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại vùng lân cận Kislipka với một nửa ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát vững chắc của Nga. Đồng thời, Ukraine đã bắt đầu rút dần lực lượng khỏi Kotlia Ripka lân cận vì lo sợ bị bao vây. Nga đang tấn công các ngôi làng khác về phía Kupiang để kéo giãn binh lính Ukraine dọc chiến tuyến. Mặt trận hướng về Kherson cũng khá sôi động trở lại lực lượng Kiev đã đổ bộ chiếm đóng một đảo trên sông Dnieper. Tại vùng Zaporizhia, Nga tấn công tích cực theo hướng Orekhov. Các đội xung kích của họ đã tiến được 500 m vào Rabotino và chiếm một vị trí mới của Ukraine ở phía bắc của ngôi làng. Binh sĩ Moscow treo cờ Liên bang Nga khẳng định sự tự tin kiểm soát một phần đáng kể Rabotino. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 29 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày qua, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 27 cuộc tấn công theo hướng Bắc Mút, 18 cuộc tấn công khác ở Abdiivka. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua, 93 cuộc đụng độ đã được ghi nhận. Tổng cộng, đối phương đã phóng 4 tên lửa, thực hiện 35 đợt không kích và 56 đợt tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga tại Kupiang, Liman, Bakhmut, Abdiivka. Novo Pavlov, Orekhov và Kherson. Trong ngày, máy bay của lực lượng phòng vệ đã tiến hành không kích vào 5 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một khu vực tập trung quân Nga, báo cáo viết. Europin Pravda đưa tin, ngày 29 tháng 4, chính phủ Đức đã báo cáo về đợt viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine, đặc biệt bao gồm các thiết bị phòng không bổ sung, đạn pháo và xe bọc thép. Mới đây, Đức đã chuyển giao cho Ukraine 10 xe chiến đấu bộ binh Marder cùng đạn dược và phụ tùng, đạn cho xe tăng Leopard 2 và 7.500 quả đạn pháo 155mm. Lực lượng Kiev cũng đã nhận được từ Đức hệ thống tên lửa phòng không Skynet kèm đạn, gần 30.000 viên đạn cho pháo phòng không tự hành Zepard, một số tên lửa chưa xác định cho hệ thống phòng không Iris-T, SLM và một radar TRML giám sát trên không 4D. Danh sách này cũng bao gồm việc chuyển giao xe tăng bóc cầu Beaver cùng các phụ tùng thay thế, xe công binh bọc thép DACHS, 9 máy giả phá mìn, hệ thống tự bảo vệ trực thăng AMPS, 600 đèn LED và 6 đầu kéo vận chuyển xe tăng M1070. Đức cũng chuyển giao cho Ukraine 18.000 viên đạn cỡ nòng 40mm, 3.000 súng phóng lựu chống tăng cầm tay RGW-90, đạn cối 120mm, gần 2.000 lưới ngụy trang, 2.000 áo mưa và 100.000 bộ sơ cứu. Vào ngày 10 tháng 4, Đức thông báo họ đã chuyển giao, đặc biệt là một xe chỉ huy bánh xích, xe địa hình Warthog và 6.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155mm. Berlin cũng hứa sẽ chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine càng nhanh càng tốt. Okinform đưa tin, thư ký báo chí Nhà Trắng Rin Zangpire cho biết, việc chuyển viện trợ phòng không cho Ukraine được công bố vào tuần trước vẫn tiếp tục, nhưng chính quyền Mỹ sẽ không bình luận về thời gian và số lượng chuyển giao do lo ngại về an ninh. Theo bà, sự hỗ trợ dành cho Ukraine vẫn tiếp tục, họ nhận được hỗ trợ an ninh này. Đồng thời, trước câu hỏi về tình trạng chuyển giao vũ khí nói chung hiện nay, đại diện Nhà Trắng lưu ý rằng bà muốn thận trọng trong vấn đề này vì nó liên quan đến vấn đề an ninh. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng sự hỗ trợ cần thiết sẽ nhanh chóng được chuyển trực tiếp đến những binh sĩ Ukraine. Kyiv Independent đưa tin, cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine hôm 29 tháng 4 cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng và 29 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Odessa làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự. Thống đốc Odessa Ole Kiper cho biết, trong số người thiệt mạng có 3 phụ nữ và một đàn ông. Theo chính quyền địa phương, có 2 trẻ em trong số những người bị thương. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp khu vực và cảnh sát quốc gia đã giúp đỡ 63 người tại địa điểm xảy ra vụ tấn công. Truyền thông đưa tin, một trong những người bị thương là Sekhi Kivalov, cựu nghị sĩ và người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương, sống trong ngôi biệt thự bốc cháy do cuộc tấn công. Dinh thự được người dân địa phương gọi là Lâu đài Kivalov hay Lâu đài Harry Potter. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương báo cáo rằng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trên mái của tòa nhà. Cây Military Samari đưa tin, lực lượng Moscow đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine ở Kilipka, chiếm được toàn bộ ngôi làng và tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào các ngôi làng lân cận. Đồng thời, các cuộc tấn công trên bộ đầu tiên nhằm vào Makivka đang được tiến hành. Sau nhiều tuần ngừng hoạt động, mặt trận hướng tới Kupian đã trở nên nóng bỏng. Kênh Toby Ajodili cho biết, trên hướng Kupian, cuộc tấn công của Nga không chỉ được thực hiện gần Kiloka và Kulitaroka mà còn gần Kanamali. Quân Nga chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương ở phía tây Khamadi và tiến về phía Pachani, tiến gần đến khu định cư. Kênh Diba cho biết, trong những ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Đổi lại, Ukraine đã phóng tên lửa ATACMS vào trận địa phòng không Nga ở mũi Karankut tại Krum mà không có thương vong. Theo hướng Liman, lực lượng Nga tiếp tục tấn công Makivka, thiết lập quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía đông. Theo kênh Diba, trên mặt trận Bắc Adipka, quân Nga đang tiến về phía Akhangagi sau chiến tại Karamil sau khi họ dọn sạch Novokanop, Áp lực lên các vị trí của Ukraine sẽ ngày càng gia tăng. Theo kênh Surakamap, tình hình phía tây bắc thành phố Donetsk, trong những ngày qua, quân đội Nga đã nhằm quyền kiểm soát hơn 3% diện tích Natalov. Mặt khác, những thay đổi đã xảy ra tại Nevikov và các nhà kho, cũng như các khu vực xung quanh vẫn nằm trong vùng xám. Trong khi đó, kênh Ukraine Watch cho biết bước tiến nhanh hơn lực lượng Moscow khi xác nhận các mũi xung kích đã đột phá tại Netelovo. Cuộc giao tranh đang diễn ra tại trung tâm ngôi làng. Kênh Avi đưa tin Bộ Quốc phòng xác nhận việc giành quyền kiểm soát Novoba trong trận chiến gần Adipka. Theo đó, các lực lượng vũ trang Nga đã đánh bại đội hình của ba lữ đoàn 142-2868 của Ukraine tại các khu vực Leninskoy và Semenovka. 10 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc các lữ đoàn số 23, 171 và trung đoàn tấn công đường không độc lập số 78 của Kiev đã bị đẩy lùi trong các khu vực của khu định cư Novorokovskoy, Ocheritino, Novobakmutoka, Netailovo, Beridichi. Trong ngày, Nga loại khỏi vòng chiến 380 binh sĩ Ukraine, ngoài ra còn có một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện bị tiêu diệt. Kênh đi ba đưa tin, theo hướng Donetsk, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ của nhà máy vật liệu chịu lửa trong thành phố Karanogorivka. Các đơn vị Nga đã mở rộng quyền kiểm soát ở Natailovo, nơi Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho việc rút quân về phía Karivka. Cây Militaria Somali cho biết, với việc tiến vào Karanogorivka, về phía trạm xăng, lực lượng Moscow hiện có thêm lựa chọn để tiếp tục tấn công trên bộ theo nhiều hướng khác nhau. Mặt trận xung quanh Kherson cũng trở nên khá sôi động nhờ pháo binh và máy bay không người lái FPV. Kênh Magnolikles cho biết, tình hình ở Karadnodipka đối với lực lượng Kiev trở nên trầm trọng hơn do so họ không có nhiều cách để rút lui như thoạt nhìn. Đầu tiên là về phía Tây, sau theo tuyến đường sắt, Thứ hai là phía bắc dọc theo con đường hướng tới Karovka. Con đường từ phía nam đã bị quân Nga phong tỏa, các tuyến đường còn lại đang bị hỏa lực kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 40 đợt tấn công của Nga bị đẩy lùi ở adipka Ukraina Para đưa tin, báo cáo tối ngày 28 tháng 4 của Bộ Tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật theo hướng adipka quân chủ phòng đã đẩy lùi 40 đợt tấn công của đối phương. Báo cáo có đoạn, trong ngày 112 cuộc đụng độ đã được ghi nhận, tổng cộng Nga đã phóng một tên lửa, thực hiện 49 cuộc không kích và 77 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupian, Liman, Bakhmut, Adyka, Novopaloka, Orykhov và Kherson. Trong ngày, lực lượng không quân của lực lượng phòng vệ đã tiến hành không kích vào 3 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã làm hư hại một điểm kiểm soát của Nga, báo cáo viết. Udenka Pra đưa tin, trong bài phát biểu tối 28 tháng 4, Tổng thống Vladimir Zelensky cho rằng đa số thế giới có thể và phải buộc Nga đạt được một nền hòa bình chính đáng và con đường này có thể bắt đầu vào tháng 6 tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa Bình. Ông nói, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa Bình khai mạc vào tháng 6 và nhóm của chúng tôi đang cùng với nhóm đối tác quan trọng làm việc để biến Hội nghị Thượng đỉnh thật sự mang tính toàn cầu. Chúng tôi có thể nói chắc chắn tất cả các châu lục sẽ có đại diện những khu vực khác nhau trên thế giới, những quan điểm khác nhau về sự phát triển toàn cầu. Nhưng tất cả họ đều thống nhất bởi cùng một sự thừa nhận rằng Hiến trương Liên Hợp Quốc và các công ước quốc tế cơ bản là những tài liệu ràng buộc đối với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả một quốc gia như Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, đa số thế giới phải buộc Nga phải hòa bình và có thể làm được điều đó. Chính vào tháng 6, con đường dẫn tới hòa bình công bằng có thể bắt đầu. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, ông Zelensky cũng lưu ý trong bài phát biểu của mình rằng Ukraine đã đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để bắt đầu thực sự các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU và bây giờ phía EU phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào mùa hè này. Chúng ta cần một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, liên minh không nên sợ hãi trước sức mạnh của chính mình và trốn tránh nền tảng của chính mình. Mọi quốc gia chia sẻ các giá trị chung và sẵn sàng thực sự bảo vệ chúng đều xứng đáng được mời tham gia liên minh, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm. Hãng thông tấn tác dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga ngày 28 tháng 4 đã đẩy lùi ba cuộc phản công của Ukraine và cải thiện vị trí trên tiền tuyến. Các cuộc tấn công của nhóm chiến đấu phía Tây khiến Ukraine tổn thất 270 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân, 8 xe cơ giới, hai pháo, một súng dã chiến, một hệ thống pháo tự hành và một khẩu pháo. Tương tự, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam của Nga cũng đã ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm chiến đấu phía Nam ngày 28 tháng 4 đã loại khỏi vòng chiến 360 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới, 2 khẩu súng giã chiến, 2 khẩu pháo, 1 khẩu súng chống tăng, 2 trạm tác chiến điện tử và một kho đạn dược của đối phương. Trong khi đó, Nga cho biết nhóm lính Battle Group Center của nước này đã giành quyền kiểm soát làng Novo Donetsk, và đẩy lùi 10 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhóm này đã khiến Ukraine mất 380 binh sĩ cùng nhiều vũ khí khí tài trong 24 giờ qua. Trong ngày, nhóm chiến đấu đền ép của Nga cũng gây thiệt hại về hỏa lực cho 3 nữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine, khiến đối phương tổn thất 50 binh sĩ, hai phương tiện cơ giới, một khẩu pháo M777 và hai trạm tác chiến điện tử. Ngày qua, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 5 tên lửa chiến thuật ATACMS và 46 máy bay không người lái UAV của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov nói rằng Ukraine ngày 28 tháng 4 đã tấn công làng Volnesenovka thuộc tỉnh này bằng 10 UAV khiến 8 người bị thương. Tỉnh trưởng tỉnh Kursk, Nga, ông Roman Starovoy cũng báo cáo về các đợt tấn công của Ukraine vào 5 khu định cư của tỉnh này. Các vụ tấn công làm hư hại 4 ngôi nhà và mất điện ở một số khu vực. Ukraine Form dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky ngày 27 tháng 4, rằng tình hình trên chiến trường Ukraine đang leo thang khi giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra trên khắp các chiến tuyến trong tuần này. Tình hình mặt trận ngày càng leo thang, Nga cố gắng giành thế chủ động chiến lược, đột phá tiền tuyến, tập trung lực lượng lớn trên nhiều khu vực và tạo ưu thế đáng kể về lực lượng, phương tiện. Họ tấn công tích cực dọc toàn bộ tiền tuyến, ở một số khu vực họ đã đạt được những lợi ích mang tính chiến thuật. Theo ông Zelensky, ông Zelensky cho biết tình hình khó khăn nhất là ở hai thành phố của tỉnh Donetsk là Pokrovsk và Kurakhove. Phía tây Avdiivka, nơi giao tranh tiếp diễn từng giờ. Theo vị tổng tư lệnh, Nga đang điều động tới 4 nữ đoàn để tấn công khu vực này. Ông Siský nói rằng quân đội Ukraine đã rút lui về phía tây khỏi các làng Berdichi, Semenivka và Novomikhailivka đều thuộc thành phố Poros. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, Nga, ngày 28 tháng 4 tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, 49 cuộc không kích và 77 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine, cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Theo Reuters, tướng Oleksandr Shizky cho biết trên ứng dụng Telegram rằng binh sĩ Ukraine đã thiết lập các vị trí mới ở phía Tây, các làng Berdichi, Semenivka và Novomikhailivka để bảo toàn lực lượng. Cả ba ngôi làng đều thuộc vùng Donetsk, phía đông Ukraine. Theo Tổng tư lệnh Ukraine Shizky, quân đội Nga đã đạt được những thành công nhất định về chiến thuật tại các khu vực này nhưng không thể giành lợi thế về mặt hoạt động. Ông cho biết thêm, Nga đã cử 4 lữ đoàn tham gia tấn công. Vị tướng này cho hay, các lữ đoàn Ukraine được nghỉ ngơi đang được luân chuyển từ các khu vực trên nhằm thay thế những đơn vị đã chịu tổn thất. Ông không đề cập tới tình hình của làng Novo nằm gần làng Berdychi, nơi mà trước đó Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát. Quân đội Moscow đã từ từ tiến lên kể từ khi giành được pháo đài Avdivka, tận dụng tình trạng thiếu đạn pháo và nhân lực của Ukraine. Bản đồ chiến trường trực tuyến do các nhà phân tích tình báo nguồn mở tạo ra cho thấy, quân Nga đã tiến hơn 15 km về hướng làng Ocheritin kể từ khi giành được Abdika. Trong một diễn biến đáng lo ngại với Ukraine, tướng Oleksandr Shishky cho biết các binh sĩ của ông đang theo dõi chặt chẽ sự gia tăng số lượng quân Nga tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở nước này. Kharkiv với 1,3 triệu dân nằm cách biên giới Nga 30 km đã phải hứng chịu các cuộc không kích trong những tháng gần đây, khiến nó trở thành một nơi không thể ở được. Theo Tổng tư lệnh Ukraine, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang trực tiếp chuẩn bị một cuộc tấn công ở phía bắc nước này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev vẫn đang chờ đợi nguồn cung cấp mà các đồng minh đã hứa, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm ngày 28 tháng 4, ông nói, Chúng tôi đang mong đợi khối lượng và phạm vi đó có thể thay đổi tình hình trên chiến trường vì lợi ích của Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết đã nói chuyện với lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Mỹ, Hakim Jeffrey và cảm ơn Quốc hội Mỹ vì đã thông qua gói viện trợ được chờ đợi từ lâu cho Ukraine. Trong cuộc trò chuyện với ông Jeffrey, tôi đã nhấn mạnh rằng hệ thống Patriot là cần thiết và cần được chuyển giao càng sớm càng tốt. Đây là thông tin được tờ New York Times công bố hôm 23 tháng 4. Theo tờ báo của Mỹ, công nghệ này nằm trong dự án Maven mà ban đầu Google đã tham gia cách đây 6 năm. Tuy nhiên, sau khi vấp phải sự phản đối của các kỹ sư và nhân viên, những người không muốn tham gia xây dựng công cụ trí tuệ nhân tạo AI cho mục đích quân sự, Google đã rút lui khỏi dự án và các nhà thầu khác tiếp tục thực hiện. Theo NIT, công nghệ AI mới giúp phát hiện các mục tiêu trên tiền tuyến bằng cách sử dụng cảnh quay từ UAV đang được thử nghiệm trên tiền tuyến ở Ukraine. Mục đích là để các sĩ quan phương Tây và Ukraine cùng một số nhà thầu quân sự hàng đầu ở thung lũng Silicon khám phá những phương thức mới nhằm tìm ra và khai thác các lỗ hổng của Nga. Cho đến nay, kết quả thử nghiệm được cho là hỗn hợp bởi dự án Marvin cho phép các chỉ huy xác định chuyển động của quân đội Nga và sử dụng thuật toán AI để dự đoán những bước tiến tiếp theo. Nhưng rõ ràng là khó đưa dữ liệu của thế kỷ 21 vào chiến hào của thế kỷ 19. Cũng theo NIT, một trong những rào cản chính là những hạn chế mà Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt khiến quân đội Mỹ chỉ có thể cung cấp cho Ukraine bức tranh chiến trường, chứ không đưa ra chi tiết chính xác mục tiêu. Hiện không rõ công nghệ mới có thể làm thay đổi cục diện xung đột hay không, bởi Nga cũng có khả năng thích ứng nhanh chóng với các công nghệ mà phía Ukraine đang sử dụng. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của giới chức Mỹ, xung đột Ukraine vẫn được xem là có ích cho các loại vũ khí Mỹ, bởi nơi đây đã biến thành phòng thử nghiệm cho các công nghệ đang được phát triển nhanh chóng. Cuối cùng thì nơi này đã trở thành phòng thí nghiệm của chúng tôi. Trung tướng Christopher T. Donahue, chỉ huy sư đoàn dù 18 của quân đội Mỹ, nói với NIT, Nga đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ ngày càng can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine. Moscow cáo buộc đây là một cuộc chiến ủy nhiệm do Washington và các đối tác tiến hành. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, không thể tại vị vô thời hạn mà phải giải thích cho người dân Ukraine và các đồng minh của Kiev về lý do ông tiếp tục cầm quyền ở Ukraine, theo RT. Ông Peskov bình luận về cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ở Ukraine vào ngày 31 tháng 3, nhưng ông Zelensky đã hủy bỏ với lý do đất nước đang có chiến tranh. Tôi tin rằng số phận của ông Zelensky đã được định đoạt. Sẽ đến lúc nhiều người, kể cả những người ở Ukraine, sẽ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông ấy, ông Peskov nói. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine dù thế nào đi nữa cũng sẽ phải bị đặt dấu hỏi từ quan điểm pháp lý đây là một thảm kịch cho người dân cho đất nước ông peskov nói thêm ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông peskov